Rồi chào các bạn nha. Theo yêu cầu của rất nhiều bạn luôn là yêu cầu mình làm cái món bánh xèo, bánh xèo giòn của miền Nam hay là miền Tây. Thì hôm nay là mình chia sẻ với các bạn cách pha bột, cách pha bột, công thức pha bột nè. Rồi cái cách đổ bánh xèo như thế nào để cho nó vàng, nó giòn ngon. Và công thức pha nước mắm ăn bánh xèo rất là chuẩn luôn. Đây là chén nước mắm nè, có thêm cái phần cà rốt và ớt ở trong này nữa, ăn nó giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Và khi mà ăn bánh xèo á các bạn, là mình sẽ ăn với lại ví dụ những loại rau, ví dụ như là cải bẹ xanh nè, rau tí tô, những cái loại rau thơm, rau chấp cá các bạn. Có nơi thì họ ăn kèm với lại rau rừng nữa. Xé ra ha, dùng tay ha, dùng tay xé ra. Gồm có cái phần bánh trong này, rồi cái phần tôm, giá, đậu xanh. Ha, mình cuốn lại. Ăn bánh xèo thì thường người ta cuốn với lại rau sống nè. Và chấm với lại cái chén nước mắm này. Đây, mời các bạn nha. Ngon quá trời luôn. Bánh xèo các bạn, nó có nước cốt dừa vào á, ăn nó thơm mà nó béo lắm. Cái lớp rìa bánh thì ăn giòn rụm rụm luôn. Nếu như mà các bạn thích đổ bánh xèo giòn tại nhà thì hôm nay Cường Công Kích sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm bánh xèo á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình nói về cái phần nhân trước đi. Phần nhân thì mình sẽ có là tôm, thịt và cái phần đậu xanh. Đậu xanh thì mình dùng khoảng 60g nha các bạn. Mình ngâm khoảng 2 tiếng, chút nữa mình sẽ hấp. Hấp thì nó sẽ ngon hơn là các bạn luộc. Và ngoài ra ở bánh xèo của miền Nam hay miền Tây thì thông thường người ta sẽ dùng thêm là giá. Ít nữa mình cho vào trong cái nhân đó các bạn, để ăn nó đỡ ngán hơn. Rồi về cái phần nhân bánh xèo thì nó chỉ có những cái nguyên liệu như thế này, chút nữa mình sẽ ướp gia vị sau. Rồi bây giờ tới cái phần bột. Bột thì hôm nay là mình sẽ sử dụng 3 loại bột các bạn, gồm có bột gạo, bột mì và bột bắp. Bột gạo thì các bạn dùng cho mình là 210g, còn bột mì á, mình dùng khoảng 90g và bột bắp là 10g. Mình sẽ ghi tất cả các công thức và cái thành phần chi tiết trong phần mô tả của video luôn nha các bạn. Tất cả những cái video nào trên kênh mình á, mình đều ghi hết. Và để tạo cái màu vàng cho cái bánh xèo thì mình sẽ sử dụng là bột nghệ thôi. Bột nghệ nè. Ngoài ra thì để cho cái bánh mình ăn nó ngon hơn thì mình có sử dụng là 2 cái trứng vịt. Nhưng mà mình chỉ sử dụng 2 cái lòng đỏ và 1 cái lòng trắng thôi nha các bạn. Các bạn dùng 2 cái lòng trắng thì cái bánh mình ăn nó hơi kiểu như nó hơi cứng á, ăn nó hơi dở. Rồi nước cốt dừa tạo cái vị béo. Đây mình có một cái hũ là một cái lon là 400ml nè. Cái nước cốt dừa này nếu mà các bạn mua cái dừa khô về cái mình vắt á thì nó sẽ béo và nó thơm hơn. Nhưng mà mình muốn tiết kiệm thời gian á, mình mua cái lon này. Đó là về cái phần nhân, cái phần vỏ bánh. Rồi bây giờ để làm cái phần nước mắm thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là một trái dừa xiêm. Rồi cà rốt nè, chanh, ớt ha, để mình làm nước mắm. Nước mắm chua chua ngọt ngọt, ăn với bánh xèo rất là ngon. Về cái phần rau để ăn bánh xèo thì không có nhất thiết là phải những cái loại rau nào hết. Các bạn thích ăn rau nào thì các bạn dùng rau đó. Như hôm nay mình dùng là giáp cá nè, rau thơm, rau quế thơm các loại, tía tô. Rồi cải xanh này, hay còn gọi là cải bẹ xanh đó, hay còn gọi là cải cây á. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha bột trước nha. Tại vì mình pha xong rồi mình phải để cho bột nghỉ ít nhất là khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 210g bột gạo. Mình dùng cái chén đi ha. Dùng cái chén để ví dụ như nhà các bạn không có đồ cân á, thì các bạn nhắm theo cái chén nha. Thật ra thì nó có chênh lệch một chút xíu cũng không sao các bạn, dư một chút xíu hay là thiếu một chút xíu cũng không sao đâu, các bạn cứ việc canh. Một chén bột đầy thì là nó là 100g này, coi như là đầy đi, đầy các bạn gạt ngang á, nó khoảng 100g á, mình đông khoảng 2 chén rồi mình múc thêm một thìa cà phê nữa nha. Đây ha, mình múc thêm khoảng một thìa cà phê nữa. Một thìa cà phê vung lên ha các bạn ha. Nó khoảng 10g á, là vừa, là 210g bột gạo. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi đông cái phần bột và mì. Mình chia sẻ cách mà đông bột riêng như thế này á, tại vì nhiều bạn làm cái bánh xèo hay bị cái tình trạng là bột nó quá khô hoặc là bột nó bị nhão. Nếu mà các bạn dùng cái bột bánh xèo pha sẵn á, mà các bạn làm ví dụ như bột nó khô thì các bạn còn châm thêm nước được. Chứ ví dụ như mà bột nó nhão mình đâu còn bột đâu mình châm thêm. Nên là các bạn nên mua cái loại bột lẻ như thế này mình tự pha. Thì ví dụ như các bạn lỡ có bột nó có khô hay nó có nhão thì mình cũng đều có thể cứu được nha các bạn. Cái bột mì này thì nó sẽ giúp cho cái bánh mình nó có cái độ dai. Mình cho khoảng 90g. Hồi nãy là 100g thì các bạn đông là một chén đầy, thì bây giờ các bạn đông một cái chén nó đừng đầy. Khoảng mình bớt lại khoảng một thìa cà phê.
Rồi cuối cùng là bột bắp ha. Bột bắp thì dễ canh rồi, 10g thì các bạn có việc múc một cái muỗng cà phê vung lên. Cái bột bắp này nó có hai công dụng các bạn, một là nó tạo ra cái độ giòn giúp cho bánh mình nó có độ giòn, và cái thứ hai nữa là ăn nó dẻo hơn. Cái phần bên trong chính giữa cái phần nhân á, mình ăn nó sẽ dẻo hơn, còn nếu mà không có bột bắp thì ăn cái bánh nó hơi khô nha. Các bạn lưu ý nha, là mình sẽ cho thêm một chút xíu bột bắp vào. Bột thì trước khi mà mình làm thì mình phải cho nó qua cái rây nha các bạn, để nhiều khi là nó còn những cái hạt bột không có mịn á, mình bỏ đi cái đó. Sau khi mà mình rây bột rồi, mình sẽ cho bột nghệ và bắt đầu chuẩn bị cái phần nước cốt dừa. Cái món bánh xèo này là Cường cũng kết nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn luôn, đặc biệt là bạn Hoa Mai. Bạn Hoa Mai yêu cầu mình làm rất là nhiều lần luôn rồi đó, nhưng mà phải cuối tuần mình mới làm được các bạn. Tại còn trong tuần á thì ăn chủ yếu là những cái món cơm gia đình thôi à, chứ trong tuần mà làm bánh xèo rồi bà xã mình không có đồ ăn để mang cơm đi làm, nên là mình phải hẹn đến cuối tuần mình mới làm được. Nói chung là nhiều bạn yêu cầu mình làm nhiều món lắm á, nhưng mà mình chưa có sắp xếp được thời gian để mình làm thôi, chứ không phải là mình không làm đâu. Nhiều món thì mình chưa biết làm, đâu phải món gì mình cũng biết làm đâu. Nhiều món mình chưa biết làm nên mình phải coi, mình coi rồi mình tìm ra cái công thức nào nó chuẩn, nó dễ để cho các bạn làm theo. Chứ mình không phải là mình làm biểu diễn hay mình làm chuyên nghiệp gì hết trơn á, mình làm ở nhà mà. Nhiều khi mà làm ví dụ như khó quá, các bạn làm theo không có được rồi các bạn nè chửi mình nữa, đúng không? Rồi sau khi mà rây bột rồi thì mình sẽ cho vào đây là một thìa cà phê bột nghệ. Bột nghệ thì không cần phải rây các bạn, tại vì người ta làm cho nó mịn rồi, mình không cần phải rây. Giả sử như mà ví dụ như các bạn, nhiều bạn ăn cái bột nghệ này nó hay có cái vị nhẫn nhẫn, nếu mà các bạn dùng nhiều thì nó sẽ có vị nhẫn. Còn nếu như mà các bạn quá nhạy cảm luôn á thì mình chỉ dùng khoảng nửa thìa cà phê thôi để mình tạo màu, rồi cái phần màu vàng còn lại thì mình sẽ sử dụng cái lòng đỏ của trứng vịt ha các bạn, để cho cái bánh mình nó vàng đẹp mà các bạn cái bánh của mình nó không có vị nhẫn luôn. Thì đó là với những ai mà nhạy cảm quá với cái bột nghệ thôi, còn không thì bột nghệ ăn tốt mà các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ khui một cái lon nước cốt dừa 400ml. Rồi mình sẽ cho vào đây là một cái trứng vịt, còn cái trứng vịt còn lại thì mình cho nó cái lòng đỏ thôi, mình không sử dụng cái lòng trắng. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho cái lòng đỏ và cái nước cốt dừa này nó tan ra với nhau nha các bạn. Sau này mình cũng cho qua rây luôn để cho nó mịn. Bạn nào mà không có trứng vịt thì có thể thay bằng trứng gà cũng được, nhưng mà trứng vịt thì nó sẽ vàng hơn, nó vàng hơn là trứng gà. Rồi sau khi mà các bạn đã đánh cái lòng đỏ trứng vịt nè, rồi cái nước cốt dừa rồi, mình sẽ cho nó qua cái rây nha. Và đồng thời là mình cũng cân thử xem là nó là bao nhiêu. Đó, còn những cái phần trứng mà mình đánh không tan được các bạn thì mình bỏ đi nha. Chủ yếu là cái phần mà nó tiếp giáp giữa cái lòng trắng và cái lòng đỏ, hai cái sợi dây hai bên đó các bạn, thì nó sẽ không có tan được. Bỏ cái đó đi. Rồi, ở đây là mình có 450, coi như là 451 ha, 450ml nước cốt dừa kèm theo cái trứng. Thì coi như là thông thường một cái trứng vịt thì nó sẽ dao động từ khoảng 50 đến 60g nha các bạn. Thông thường cái lượng chất lỏng thì nó sẽ gấp đôi cái lượng bột. Giả sử như ban đầu là mình cho là 310g bột đúng không, thì mình sẽ cho khoảng từ 600 đến 620ml nước nha các bạn, gồm có là nước lọc nè, hoặc nước dừa, rồi nước cốt dừa, trứng. Đây mình đổ vào đây cho đủ là 620 ha. Rồi ok. Và để cho cái bánh mình ăn nó đậm đà hơn thì mình sẽ cho vào đây thêm một chút xíu muối, khoảng 1/3 thìa cà phê muối. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần bột này lên và các bạn để cho nó nghỉ ít nhất là khoảng 30 phút nha, 30 đến 40 phút. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì mình đi làm cái phần nhân. Về cái phần thịt ba rọi thì các bạn cắt lát mỏng ha, cắt lát mỏng ra chút nữa mình làm cái phần nhân á. Tôm thì có thể chẻ đôi hoặc là không cũng được, bóc vỏ ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là khoảng nửa thìa cà phê đường. Rồi một thìa cà phê hạt nêm, khoảng 10ml nước mắm nha. Một chút nữa thì mình còn chấm với lại cái nước mắm chua ngọt á các bạn, nên là đừng có xào cái phần nhân nó mặn quá. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên, các bạn ướp khoảng 10 phút 15 phút là được rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là mình pha nước mắm, thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước dừa đầy luôn ha các bạn ha. Các bạn dùng cái muỗng nào các bạn lấy nước dừa thì chút nữa mình cũng lấy cái muỗng đó mình lấy nước mắm luôn.
Mình sẽ nấu với lửa nhỏ thôi, các bạn nấu cho cái nước dừa này nó sôi lên là được. Rồi, nước dừa sau khi mà nấu sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong tô. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước mắm. Nước mắm thì các bạn cho mình là một muỗng canh nước mắm. Rồi, nước cốt chanh thì mình cũng cho là một muỗng canh nước cốt chanh luôn. Rồi ha, một muỗng canh nước cốt chanh. Rồi, đường thì các bạn cho mình là một muỗng canh đường, một muỗng canh gạt ngang nha các bạn, tại vì mình có sử dụng nước dừa rồi đó. Nếu mà không có thì các bạn cho mình là một muỗng canh rưỡi đường nha, một muỗng canh này là vừa. Rồi bây giờ các bạn khuấy cho cái phần đường, phần chanh này nó tan ra với nhau. Sau đó thì mình sẽ cho cái ớt bằm lên, cũng như là bào cà rốt lên. Thì cà rốt mình ngâm trong cái nước mắm chua ngọt á, thì mình ăn sẽ thứ nhất nó có cái vị đậm đà, nó giòn giòn và nó chua chua, rất là ngon các bạn. Các bạn cũng có thể là khi mà mình ăn cái bánh xèo á, mình cuốn thêm một chút cái phần cà rốt ngâm nước mắm ấy nè, ăn nó cũng ngon lắm. Đây, về cà rốt á, thì các bạn bào sợi ra nha. Bào sợi ra mình cho nó vào trong cái tô nước mắm luôn. Đó, sau khi mà bào cà rốt xong rồi mình sẽ cho cái phần ớt bằm lên. Đó, đây là chén nước mắm để mình ăn bánh xèo. Các bạn phi khoảng một củ hành tím nha, bằm nhuyễn ra cho vào. Mình sẽ phi cho cái hành tím này nó vàng nó thơm lên, rồi các bạn xào cái phần thịt và tôm thôi. Tại vì thịt tôm mình đã ướp rồi, mình không cho gia vị gì vào đây nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm và thịt vào mình xào. Các bạn có thể xào chín luôn cũng được, hoặc là mình xào chín khoảng 70-80% thôi. Còn không thì một chút nữa mình cho vào trong cái đổ bánh xèo đó, mình sẽ cho cái phần thịt và phần tôm vào trước. Mình làm cho nó chín xong rồi mình mới đổ bột cũng được các bạn. Nhưng mà tại vì cái này mình để lâu nó không tươi nên là mình xào trước ha. Còn cái bột thì các bạn cứ để cho nó nở ra, nó nở nhiều chừng nào thì ăn nó ngon chừng đấy. Xào thịt, xào tôm mà các bạn muốn cho nó không có ra nước á, thì mình xào với lửa lớn ha. Đây là cái mức lửa nè, các bạn thấy không, rất là lớn. Bò bít tết cũng vậy, bò bít tết thì mà hôm qua mình có video mình chia sẻ với các bạn rồi á, chiên lửa lớn là nó săn cái miếng bò lại ăn nó ngon lắm, cái chất ngọt nó còn giữ trong miếng thịt bò luôn. Rồi chiên bánh xèo á, thì mình sẽ chiên với lửa vừa, nhưng mà trước khi mà chiên á, thì các bạn cho vào đây khoảng một chén dầu ăn để cho cái chảo mình nó thấm dầu ăn á, các bạn mình chiên nó đỡ bị dính hơn. Lưu ý nha, nếu mà các bạn làm bánh xèo mà các bạn làm bằng chảo không dính á, chảo chống dính á, thì nó sẽ ít giòn hơn là làm bằng những cái chảo dính, nên là bắt buộc là mình phải cho khoảng một chén dầu ăn á, các bạn. Ha, các bạn có việc nấu dầu ăn với cái chảo không như thế này nè, khoảng 5 phút đi, 5-7 phút gì đó. Rồi bắt đầu mình mới đổ cái dầu ăn này ra và mình cho cái bột bánh xèo vào. Rồi sau khi mà mình nấu được khoảng 5-7 phút rồi đó, bây giờ mình sẽ đổ cái dầu này ra một cái chén nha các bạn. Rồi bây giờ giả sử như mà các bạn sợ là các bạn múc cái bột bánh xèo vào, cái bánh nó không có đều á, bánh này bánh kia nó không có đều nhau á, thì các bạn dùng cái chén đi, mình đông cho nó dễ. Rồi các bạn trộn bột lên. Trước khi mà đổ thì phải trộn nha các bạn. Trộn lên xong rồi thì mình múc nó vào cái chén. Thì như vậy thì các bạn đổ cái bánh nào thì nó cũng đều hết, không có chuyện là cái bánh có cái bột nhiều, có cái bột ít. Rồi mình sẽ cho cái phần tôm thịt nè, đậu xanh ha. Thông thường ở miền Nam và miền Tây thì người ta sẽ cho thêm một chút xíu đậu xanh vào để tạo cái độ béo cho bánh xèo. Giá, giá thì mình cho một bên thôi ha các bạn, chút nữa mình gặp cái bánh lại á, mình cho một bên thôi là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại, các bạn chờ khoảng 5 phút, 5 đến 7 phút để cho cái bánh xèo mình nó chín. Khi mà các bạn chiên bánh xèo thì các bạn chú ý cái phần lửa cho mình. Mình sẽ không có để cái lửa nó mức nhỏ, để mức nhỏ thì nó bánh mình nó không giòn. Mình phải để cái mức vừa thôi nha các bạn, để mức vừa. Để mức lớn thì bánh mình nó sẽ cháy trước khi mà nó chín nữa, nên là mình để mức vừa. Khi nào mà các bạn thấy cái rìa bánh nó tróc ra rồi thì có thể là mình rưới lên khoảng 10ml dầu ăn nữa nha các bạn. Rưới xung quanh á, để cho nó vàng và nó giòn. Bánh mà có nước cốt dừa vào nó thơm cực kỳ luôn. Thông thường một cái bánh xèo thì đường kính nó khoảng từ 20 đến 25 cm, thì mình đổ nó khoảng lưng chén là được nha các bạn. Đầy chén thì cái bột nó sẽ dày. Dày thì có người thích ăn dày, có người thích ăn mỏng thôi. Thông thường khi mà người ta đổ bánh xèo bên ngoài thì người ta sẽ dùng cái bếp lửa đó. Lửa nó lớn và nó chảy đều ra hết cái mặt chảo luôn. Còn ở nhà mình làm bằng bếp ga các bạn, nên là cái lửa nó chủ yếu là ở phần trung tâm mà, nên chịu khó là mình đưa cái chảo xung quanh ha, để cho lửa nó làm vàng hết cái bánh của mình. Rồi bánh của mình bây giờ đã chín vàng giòn rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ gặp đôi cái bánh lại.
Rồi, mình cho lên đây cái phần thịt nè, thịt và tôm. Thực ra thì mình đậy lại như vậy thì sẽ giúp cho cái phần giá các bạn nó chín nhanh hơn. Còn các bạn không đậy thì nhiều khi là cái giá nó không chín được tại vì nó ở phía trên đó. Đó thì đây là cái bánh của mình vừa mới chiên xong nè các bạn. Rất là giòn luôn các bạn thấy không? Đó. Thì bạn giả sử mà các bạn muốn ăn bánh xèo giòn thì các bạn pha theo đúng như cái công thức tỷ lệ mình chia sẻ nha. Nếu mà giả sử mà các bạn muốn ăn cái bánh xèo nó mềm mại hơn, nó ít giòn hơn thì mình sẽ tăng cái lượng bột mì lên. Còn nếu mà các bạn muốn ăn bánh xèo giòn á, thì mình chỉ việc dùng nhiều cái bột gạo, bột mì thì mình ít lại là bánh xèo mình nó sẽ giòn ha. Còn bánh xèo mà các bạn muốn làm bánh xèo mềm thì mình cho nhiều bột mì hơn. Đó, rất là đơn giản. Thường khi mà các bạn thấy người ta đổ bánh xèo bên ngoài cái chảo nó rất là cũ, chảo mà càng cũ đổ bánh xèo càng ngon các bạn. Nhưng mà trước khi mà đổ thì các bạn nhớ nấu với lại dầu á, nấu với dầu cho nó khoảng 5 7 phút gì đó để cho nó thấm dầu thì mình chiên nó đỡ dính hơn. Chứ còn mà mình không nấu dầu á các bạn, chiên nó dính cực kỳ luôn. Mình lấy cái bánh ra là nó nát bấy à. Rồi, bánh sau khi mà chín rồi á thì bây giờ mình cũng bẻ đôi nó lại, bẻ đôi nó lại rồi mình vớt ra cho nó ra cái dĩa. Đó, các bạn thấy hai cái bánh xèo này ngon ghê không? Vàng ươm giòn rụm luôn. Rồi, thì đây là những cái bánh xèo mà mình vừa mới làm xong. Mình cũng làm chưa có hết bột nữa. Chút mà mình làm ăn tới đâu thì mình làm tới đó cho nó ngon nha các bạn. Và bánh xèo thì ăn kèm với nước mắm. Và ăn với lại rau sống. Rau sống thì có cải, bẹ xanh nè. Rồi rau những các loại rau thơm. Thì hy vọng là qua cái video này, Cường Khúc Kích đã chia sẻ với các bạn cách làm món bánh xèo giòn. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.